Ôi, ngon lành nha nữ hoàng ơi. Cái gì á? Răng xúc bánh đa. Trời ơi, không phải. Phải, phải, phải. Anh chịu, anh chịu. Chịu không, chịu không? Biết mà, trời ơi. Vui này, vui này, vui này. À, vô. Từ đó giờ chưa bao giờ thấy mình ăn vô, 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 vô. Ngon không? Vô, vô, ngon, ngon, ngon. Chút là coi như ăn uống xong mà coi như khách vô là nằm ơn, nằm đúng yên cho tôi nha. Nằm chứ. Khách người ta vô tham quan. Rồi, vô. Vô, vô, vô. Trời ơi, tôi gì đâu, trời ơi, cái gì vậy đây? Nó đâu rồi? Ủa sao vô luôn hả? Trời ơi, có cung nữ, mày đi bình thường, mày đi vô có cá ngựa chứ, mày búng chạc chạc, mày vô chỗ luôn. Nhạc. Mày búng ra. Đó, trời ơi, giả nó, giả, giả, giả. Đây, 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 vô đây con. Ba đứa mình nhậu là nó phải vô tới bên nhà ăn chút luôn. À, trời ơi, cái nước cái ly luôn rồi. Thằng này, cái con này nó bỏ cái gì vô cũng nước được hết trơn á. Giờ mày trả cho chế cái ly, mày uống cái nước thôi. Trời ơi, con quỷ này sao mà nó... Trời ơi, má ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Đó không phải người ta. Nó hay lắm. Chị kiếm đâu ra cái con nô lệ mà mang tính giải trí cao quá chị. Dạ. Bây giờ là banh. Bây giờ là mình nhậu mới tới, nhỏ cung nữ cưng quá. Đúng rồi. Ngon quá. Chỉ có điều là bây giờ là cái bà nữ hoàng vô mà bà thấy vậy là bà xích chém. Xích cung phu. Trời ơi. Bánh tráng hả, đặt được luôn. Thấy ghê không? Ờ, thấy ghê không? Nè, bà cung phu, cung phu. Nói chung với nữ hoàng bà. Thấy chưa? Mày cung phu cái coi. Mày cung phu cái coi. Ừ, ngon quá. Đấy. Ôi lạ, mày công nhận. Mày bây đúng giờ là... quá luôn. Mày bây giờ đỉnh rồi. Nhưng mà vấn đề là bây giờ cái bà nữ hoàng bả vô là bả chém bà nó mình á. Dạ yeah. Bị nó mình lầy. Sợ lào. Gì? Yeah. Bà nữ hoàng mà tào lao. Sợ. Tào lao. Chị đâu phải nữ hoàng đâu, tào lao. Cái bà thiệt á, bả trong kia. Hả? Chị cũng cung nữ giống nhỏ này luôn. Bởi vì chị biết cung phu chung với nó luôn. Bây giờ đợi ké đó hả? Ở đợi mà sai nó vậy. Ở đợi mà sao có cái mấn bự dữ ha. Lụm của bà đang ngủ. Tao chung mày quên hả? Tao là mama ở cái thẩm cung kế bên á, mày bị đài lâu quá mày không nhớ tao. Trời con quỷ, giờ mày sai tao mày quýnh tao mày hành hạ mày tra tấn tao giả mang hả con kia? Không phải tao thức. Chết. Giờ bây giờ lỡ bà vô bà gặp mấy cái này sao? Sao đây? Con rắn bà đâu? Con rắn bà đâu? Đứng yên. Con rắn bà đâu? Tao ra đây. Các ngươi hãy nghe đây, lối của nhà ngươi rất là lớn. Nào, hãy nói cho ta biết con rắn của ta đâu? Con rắn của ta đâu? Dạ, con rắn của ta đây. Tao nói ngon bá cháy luôn. Cái thứ mà nó làm bánh tráng xúc mày gọi là cái món gì mày? Xào lăng. Thôi đi. Các ngươi dám ăn thịt con rắn tiểu lang của ta sao? Cặc bún nún đi, cặc bún nún, cặc bún nún. Cặc bún nún. Im đi. Các người to gan lắm. Đây không phải là con rắn bình thường. Nó là một con rắn trong sách đỏ. Trời. Các người cả gan, không dám bảo vệ động vật quý hiếm bằng, mà còn dám ăn thịt nó sao? Bằng bằng. Nữ hoàng ơi, thời đó chưa có súng, mình đâu có bằng bằng. Ta dằn đó, khỏi mất công định nha. Dạ. Ta nói cho các người biết, các ngươi phải chịu hậu quả mà mình gây ra. Nào, binh lính đâu, hãy mau tới đây còng đầu ba người này cho ta.